các bạn, chào mừng các bạn đã đến với video kỷ niệm của tất cả các thành viên trong khóa đào tạo huấn luyện viên Aerobic ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì Oanh Nguyễn cùng với các học trò của mình gồm có chị Thuận, chị Nga, hai chị Phương, chị Mùi, chị Thúy sẽ đồng hành với chúng ta trong video này. Các chị em hãy ủng hộ, cổ vũ và động viên các huấn luyện viên tương lai của chúng ta nhiều nha. Chúng ta sẽ bắt đầu vào bài tập ngày hôm nay. Let's go! Em giờ đây nếu em
buổi tập ngày hôm nay. Các chị em có thể cổ vũ động viên cho các huấn luyện viên tương lai của chúng ta một tràng tay đúng không ạ? Những bước chập chững đầu tiên, gọi là những cái vấp ngã đầu tiên, những cái bước đi đầu tiên sẽ hình thành, sẽ là quá trình, những trải nghiệm để mình có thể bắt đầu trở thành một người huấn luyện viên chuyên nghiệp. Em Anh xin chúc tất cả các chị em chúng ta sẽ có thể vững tin, nhiều năng lượng để có thể truyền cảm hứng tới những học viên của mình, những người khác để có thể trở thành một cô giáo chuyên nghiệp. Đừng quên là hãy đón xem những video clip sắp tới đến đây của các huấn luyện viên của chúng ta sẽ xuất hiện rất là nhiều trên kênh YouTube, trên các phương tiện truyền thông, trên mạng xã hội nha.